Chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình hôm nay. Ngày hôm nay thì mình chia sẻ cho tất cả các bạn cách tạo ra một cái video như các bạn vừa xem. Để làm được cái video này, các bạn cần chuẩn bị cho mình. Thứ nhất là ứng dụng KaiMaster. Và thứ hai là hiệu ứng video 24.k. Cái hiệu ứng video này nằm ở dưới phần mô tả của video nha các bạn. Rồi, cái thứ ba là những bức ảnh để các bạn tạo ra video. Sau khi tất cả các bạn đã chuẩn bị ba cái vật liệu này rồi, thì bây giờ mình sẽ mở CapCut lên nha các bạn. Ở đây các bạn chọn OK nè. Tiếp tục thì các bạn chọn dự án mới. Ở đây các bạn chọn là 16:9. Tiếp tục các bạn chọn là nhập dự án. Các bạn chọn OK. Ở đây thì các bạn sẽ tìm giùm mình cái hiệu ứng video 24.k. Rồi, bây giờ nó sẽ xuất hiện một cái dự án như các bạn đang thấy. Công việc của các bạn là chỉnh sửa cái dự án này thành những bức ảnh và những cái văn bản của mình nha các bạn. Đây, mình sẽ chia sẻ cách thay đổi từ từ để cho các bạn dễ hiểu ha. Trước tiên các bạn ấn vào cho bức ảnh nè. Đây, các bạn thấy nè. Đây. Các bạn sẽ chọn chữ thay thế nè. Rồi các bạn tìm bức ảnh của các bạn. Đó. Các bạn điều chỉnh sao cho nó phù hợp nha các bạn. Đây, cái này mình thấy chưa phù hợp nên mình sẽ điều chỉnh lại. Này. Đó. Sau khi đã thấy phù hợp rồi thì thôi nha các bạn, miễn vậy là ok rồi. Tiếp tục về cái phần thay đổi chữ nè, các bạn thấy chữ Phạm Tâm nè. Đây, các bạn có thể thay đổi cái chữ này, còn cái chữ chú rể bên đây là các bạn không thay đổi được ha. Các bạn chỉ có thể xóa nó đi để tạo một cái mới thôi. Ở chữ Phạm Tâm này, để thay đổi cái chữ Phạm Tâm này thì các bạn nhấn vào chữ biên tập nè. Nó, rồi các bạn thay đổi. Ví dụ cái tên của bạn chẳng hạn, mình sẽ nhấn chữ thí dụ là vậy nha các bạn. Đó, mình đã thay đổi rồi ha. Tiếp tục nè. Đây, các bạn dịch chuyển tới nè. Tới bức ảnh thứ hai. Đây, các bạn ấn vào. Rồi các bạn chọn thay thế. Ở đây các bạn chọn bức ảnh của các bạn. Đó. Các bạn kiểm tra, thấy nó phù hợp rồi thì thôi. Nếu chưa phù hợp thì điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp ha. Rồi, ở đây thì các bạn có thể thay đổi cái chữ chào mi đây. Các bạn ấn nhẹ vào. Rồi, tiếp tục các bạn nhấn vào chữ biên tập nè để các bạn thay đổi cái tên. Nên mình thí dụ nha các bạn. Đó. Rồi. Các bạn kéo kế tiếp nè. Đây, cái chữ Phạm Tâm và cái từ Trà My. Các bạn muốn thay đổi thì các bạn cứ ấn vào. Đó. Rồi các bạn nhấn chữ biên tập. Chữ Trà My cũng vậy luôn. Đó. Rồi, như vậy hết các bạn. Rồi các bạn chọn thay đổi bức ảnh này nè. Các bạn mới ấn vào chỗ bức ảnh này. Đây. Bạn nhẹ vào. Rồi các bạn chọn thay thế. Tiếp tục các bạn chọn bức ảnh của các bạn. Đó. Các bạn nếu nó phù hợp rồi thì thôi, nếu nó chưa phù hợp các bạn điều chỉnh sao cho nó phù hợp với cái ô của mình mà mình để sẵn nha các bạn. Ở đây nó chưa phù hợp, mình phải điều chỉnh nó nha. Đây, bây giờ mình điều chỉnh này. Đó. Đến khi nào nó phù hợp rồi thì thôi. Đó, mình cảm nhận vậy là ok rồi. Đó. Đây các bạn cứ kéo tới nè. Đây, ở cái phần này mình sẽ để cái phần vào lúc 9 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2015. Đó, các bạn có thể điều chỉnh thời gian ở đây, các bạn nhấn vào rồi các bạn chọn biên tập để các bạn thay đổi thời gian ha. Rồi, như vậy nha các bạn. Còn những cái chữ này là mình đã để mặc định. Các bạn thích thì để, các bạn không thích có thể tạo tạo ra một cái khác nha các bạn. Rồi ha, đây. Ví dụ các bạn thích thì các bạn để cái này. Đó, không thích thì các bạn có thể xóa cũng được. Các bạn tạo riêng cho các bạn. Đó, đơn giản vậy thôi. Này cũng khá là đơn giản nha các bạn. Cái dự án này do mình tự tạo nên có thể một vài bạn không thích. Nếu cái nào các bạn thích thì để lại, nếu không thích các bạn cứ xóa nó đi.
để cái ví dụ các bạn cần cái dự án nó đơn giản thì các bạn xóa những cái nào cầu kỳ thì các bạn xóa đó. Rồi mình xin tạm dừng video đây ha các bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình ha, xin chào.